Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem video của cơ sở nhà em tươi hôm nay ngày 25 tháng 3 Em xin được giới thiệu với cô chú anh chị về một số tổ mật ong rừng À, mật ong khoái được bà con đi rừng khai thác về thì à, bên em à, có bán nguyên bọng mật như thế này luôn các bác về à, tự vắt theo nhu cầu sử dụng và một lưu ý nhỏ khi cô chú anh chị vắt mật là không bóp cái tổ mật là được nhé cái mật ong này là một trong những loại mật ong có hàm lượng kháng sinh tự nhiên cao này tốt cho sức khỏe và cái loại mật ong này làm cái con ong nó rất là hung dữ và không thể thuần được các bác nhé chỉ có, có trong tự nhiên thôi thì à, được bà con đi rừng khai thác bây giờ là cái mùa mật ong mà có thể nói là đẹp nhất trong năm để mà mọi người có thể mua về dùng cả năm này hoặc là uh, mua về uh, làm quà tặng cho người thân bạn bè đều rất là đảm bảo và chất lượng cô chú ý chị nhé vì mùa này thì chưa có mưa và bên em sẽ thu mật đến hết tháng 3 âm lịch là bên em sẽ dừng và sẽ uh, uh, bây giờ thì các bác tranh thủ mua khi mà đã em chưa vắt nhé Đầu tiên nhất thì em xin giới thiệu là em bán là 300 000 một cân mật chưa vắt Còn cái bán rồi em đóng chai ấy, thì em bán 400 000 một chai đấy Nó trọng lượng khoảng 1 cân 3, 1 cân 3 rưỡi thế này ấy. Thì hôm nay có tổ là 2 cân 6 này Đã, Nguyên bọng mật rất là vàng đẹp nhé Tổ bên này là 1 cân 9 này ạ, Cũng toàn là những cái tổ đẹp thôi Tổ bên này là 1 cân một cân rưỡi này Đã, Tổ này thì 1 cân rưỡi nhé Tổ vàng đẹp lắm À, tổ nào màu hơi sậm hơn một chút là 2 cân 2 Tổ bên này là 2 cân 3 nhé 2 cân 3 cũng nguyên vọng mật rất là đẹp luôn à, tổ 2 cân 6 có tổ này là 4 cân 1 này rất là to và bọng mật của nó đẹp nguyên tổ luôn nguyên tổ mật rất là to nhé tủ này là 4 cân mốt này vàng ươm và thơm phức luôn ạ thơm mùi của núi rừng đại ngàn nhé mật ong rừng thì nó rất là tốt cho sức khỏe của mọi người cái này là 2 cân 8 này túi này là 2 cân 8 này và một túi bên này là 3 cân mốt nữa các bác nhé túi 3 cân mốt nữa rất là to đẹp và cực kỳ nhiều mật luôn đấy là những cái túi mật mà em chưa vắt thì em bán là 300 nghìn một cân còn cái mật ong mà em đã vắt rồi như thế này là 400 nghìn một chai như này nhá cái này thì em vắt và em đóng chai này nó còn có, có ga và có cái cái bọt này nó là do cái ga nó tạo nên khi mà gửi đi xa các bác do vận chuyển nó bị dung dinh kiểu là sóc cái bình ấy bị sóc trong quá trình vận chuyển nó cũng sẽ có những cái bọt trắng này nên khi cô chú ý chị mở nắp chai thì cô chú ý chị để ý có cái bát bên cạnh hoặc là mở từ từ hộ em nhé không nó sẽ bị trào ra đấy mình phải để lắng để hoàn toàn để hai ba hôm thì nó mới về bình thường ấy do vận chuyển cái này nó là ga tự nhiên của mật thôi thì không vấn đề gì các bác nhé và hôm nay thì em xin giới thiệu với cô chú ý chị về cái tinh nghệ vàng tinh nghệ vàng thì em bán là 80.000 đồng một gói 100 trăm tinh nghệ là cái mà uh, cái nghệ vàng bên em rửa sạch à, sát ra phơi à, lắng và phơi thì à, bên em đã làm một cái công đoạn đó là lọc cực kỳ kỹ, kỹ rồi thì nó chỉ là tinh nghệ thôi nó không phải là bột nghệ thì cái này mình uống nó không bị lợn cợn thì các bác nào mà bị đau dạ dày đại tràng hoặc các bác nào bị trào ngược dạ dày à, hoặc là đau dạ dày chảy máu dạ dày uhm, rồi à, các bác nào mà nói chung là muốn bồi bổ cơ thể này uh, chăm sóc sức khỏe thì có thể sử dụng cái tinh nghệ này để mình uống với cả mật ong pha với nước ấm các bác nhé mỗi lần mình uống một thìa cà phê với cả uh, hai thìa mật ong một cốc nước ấm là được uống ngày uh, hai ba lần thì uh, nó rất là hiệu quả luôn nhé đặc biệt đối với các trường hợp mà trào ngược dạ dày thì uh, với đau dạ dày ấy, thì các bác có thể sử dụng cái này với mật ong nhé nghệ tinh nghệ vàng 80.000 đồng một gói và mật ong này là 400.000 một chai và đây thì em có tinh nghệ đen thì cái này bên em cũng à, lọc rất là kỹ rồi nó rất là mịn luôn thì mọi người uống nó không bị lợn cợn rất là dễ uống gói như vậy là 100g với giá là 100.000 đồng thì ngoài cái tinh nghệ thì em có cái bột nghệ vàng ấy, bột thì nó là em chưa lắng đâu, có nghĩa là em đã rửa sạch vỏ cạo đi rồi và sát ra và lắng lấy luôn không không lọc. Cái đấy gọi là bột nghệ ấy thì 400 000 một cân, bột nghệ vàng nghệ nương của bà con chân tộc trên em họ một số là họ trồng ở trên nương ấy thì đến mùa thu hoạch họ đào về thì em có thu mua và làm ấy. Thì các bác có thể mua tinh nghệ hoặc là mua bột nghệ đều được nhé thì mình có thể kết hợp với mật ong là cái bộ sản phẩm rất là tuyệt vời cho sức khỏe Ngoài ra thì em có hoa đu đủ đực cũng là một cái sản phẩm mà có thể nói là uh, rất là tốt cho vấn đề là về cổ họng này Hoặc là các bác nào có những cái khối u trong người ấy, thì cái này uống nó ức chế sự phát triển của các khối u rất là tuyệt vời luôn Giá bán là 600 nghìn một cân và một túi như thế này là nửa cân nhé Thì các bác có thể ngâm với mật ong hoặc các bác cũng có thể mình hãm uh, trả uống được luôn À, hàng bên em là hàng sấy lạnh nó rất là thơm và xanh, nguyên dược tính rất là tốt luôn nhé nụ hoa đu đủ đực ạ. À. 600 000 một cân và túi như thế này là nửa cân. Ngoài ra thì em có lá dâm dương hoắc này, lá lô lá dâm dương hoắc này rất là đẹp, 370 một cân. Cái hàng này thì các bác lấy về ngâm rượu hoặc sắc nước uống đều được, bổ thận tráng dương cực mạnh nhé Và hôm nay thì em có đi chợ phiên thì em có thu được à 2 cân rưỡi măng. Cái măng này gọi là măng mầm, măng à, à em xin lỗi măng lưỡi lợn cái măng củ ấy ạ cái măng này thì khi mà bây giờ nó còn chưa trồi cả lên mặt đất thì bà con người ta đá đào rồi thì nó rất là non và dày thịt, cái này về các bác ngâm để qua đêm hộ em nhé, vì phơi nắng rất là kỹ rồi, phơi cốc cốc luôn rồi. Cái này em về à, lúc nãy nắng thì em cũng tranh thủ phơi ra một tí nữa, nó rất là khô rồi và nó thơm mùi nắng, thơm mùi của măng thôi. Em bán giá đầu mùa, lấy may, 200 nghìn một cân. Bác nào có nhu cầu thì hộ em nhé, cái này nửa cân thì cũng được rất là nhiều rồi. Về các bác, nếu mà nhà ít người, mỗi lần nấu mình chỉ tầm nấu tầm một vốc như thế này thôi là thoải mái ăn rồi. À, giá 200 nghìn nhé. Vâng, hôm nay thì em xin phép giới thiệu với cả nhà mình một số các mặt hàng như vậy ạ Ngoài các mặt hàng em giới thiệu này thì bên em có rất là nhiều các loại trà, đồ ngâm rượu, uh, da phúc sen các thứ Các bác có thể kết nối zalo với bên em để được tư vấn thêm nhé Một lần nữa em xin được cảm ơn ạ Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip bán hàng tiếp theo nhé Xin chào và hẹn gặp lại ạ